Làm theo cách này bạn sẽ xua đuổi được mọi vận xui, rước mọi điều may đến với cả gia đình, điều ai cũng cần biết. 1. Dùng muối. Dân gian Việt Nam có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Bên cạnh đó, tục mua muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình. Sự mặn mà trong các quan hệ làm ăn. Như vị đậm đà của muối, người Việt thường hay rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí. Đón vận may. Không chỉ riêng ở nước ta mà nhiều nền văn hóa trên thế giới đều coi muối là điềm lành, để thoát khỏi những vận xui. Bạn có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi vận xui. Ngoài ra, bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng cách tắm nước muối. Đơn giản chỉ cần thêm 2 muỗng canh muối vào nước tắm ấm. Chưa biết rằng có hiệu nghiệm thật không nhưng ít nhất da rẻ của bạn sẽ sạch sẽ mà nhờ đó tinh thần sảng khoái hơn. 2. Tỏi. Để tránh bị lừa đảo hoặc dụ dỗ về phương diện tài chính, hãy mang theo một túi đỏ đựng các tép tỏi nhỏ. Tốt nhất là dùng phần tỏi nhỏ ở trong lõi tỏi dài, sẽ có tác dụng tiêu trừ năng lượng của sự dối trá. 3. Mang bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang may mắn cho bạn. Đó có thể là một chiếc dây chuyền, vòng đeo tay, bất ly thân của bạn. Một số những bảo bối phong thủy phổ biến nhất gồm chìa khóa, một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Cỏ ba lá, vì hiếm hoi giữa một rừng cỏ ba lá nên nếu như ai tìm được cho mình một cành cỏ 4 lá sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá trên cành được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. 4. Sử dụng đá phong thủy. Làm theo cách này bạn sẽ xua đuổi được mọi vận xui, rước mọi điều may đến với cả gia đình. 1. Những loại đá khác nhau gắn liền với một truyền thuyết khác nhau và mang lại những điều tuyệt vời cũng chẳng hề giống nhau. Bài trí đá phong thủy tại phòng làm việc, nhà ở hay luôn mang theo bên người đều giúp bạn chống đỡ lại các nguồn năng lượng xấu. Thạch anh phấn hồng sẽ gia tăng năng lượng tích cực để đẩy lùi tà khí. Đá xà cừ sẽ bảo vệ bạn khỏi những linh hồn bơ vơ, những người luôn cố gắng hút năng lượng và cảm xúc tích cực của bạn. Thạch anh tím lại bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm khi đi du lịch. Một số loại đá phong thủy khác cũng có những tác dụng xua đuổi tà khí. Mang vận may như ruby, thạch anh, đá sapphire màu xanh, đá peridot xanh lục, đá thủy tinh núi lửa, đá trầm tích silic, đá mặt trăng, mã não đen, ngọc lục bảo. 5. Cành hoa đào. Cành đào có tác dụng trừ tai ách, vì thế nếu bị vận xui đeo bám có thể sử dụng trang sức khắc hình cành đào hoặc sử dụng một số vật phẩm có hình cành đào để phát huy tác dụng. Hồ lô cũng có tác dụng trừ tai giải ách, có thể làm sạch từ trường bất lợi xung quanh giúp chủ nhân tìm lại nguồn năng lượng tốt. Ngoài ra, hồ lô còn có tác dụng hút nạp khí độc của bệnh tật, bảo vệ phúc lộc và phú quý. 6. Dọn nhà. Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới và trao quyền cho bạn để thay đổi vận may của mình. Vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất của bạn để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Khi dọn nhà có thể bật chút nhạc và mở cửa sổ để nắng và gió ùa vào. Điều này sẽ khuyến khích năng lượng tích cực để chảy vào không gian sống mới của bạn. 7. Làm việc thiện. Một trong những cách tốt nhất để thay đổi vận may của mình là làm việc thiện. Khi bạn cho đi thì sẽ có một ngày bạn nhận lại. Đây là một cách để trả cho bất kỳ những điều xấu mà bạn đã làm trong kiếp này hoặc trước đó. Nâng cao nghiệp của bạn bằng cách làm từ thiện, giúp đỡ người già vô gia cư hoặc trẻ em mồ côi. Điều quan trọng là bạn làm những việc thiện với ước muốn chân thành mong giúp đỡ người khác từ tận trong tim. Nếu bạn chỉ thực hiện những việc tốt để mong may mắn trong cuộc sống của riêng mình thì cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì hết. Tham gia vào các hoạt động từ thiện cũng sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra mình được sinh ra lành lặn với những điều kiện hiện tại đã hơn rất nhiều so với bao mảnh đời bất hạnh quanh ta.
họ là những con người đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, những em bé sinh ra đã mồ côi cha mẹ, những người già neo đơn lúc tuổi xế chiều. Tắm tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc hay dùng 7 loại hoa nhiều màu, trừ màu trắng, ngâm nước tắm. Đặc biệt lưu ý sau khi tắm hãy gói chúng vứt ngay vì lúc này, chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Sao theo phong thủy là như vậy, nhưng những thông tin về cách hóa giải vận xui trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu mọi người lạc quan và dám đương đầu với thử thách trong cuộc sống, con người hoàn toàn có thể xoay chuyển tất cả. Làm theo cách này bạn sẽ xua đuổi được mọi vận xui, rước mọi điều may đến với cả gia đình. Điều ai cũng cần biết. 1. Dùng muối. Dân gian Việt Nam có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Bên cạnh đó, tục mua muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các quan hệ làm ăn. Như vị đậm đà của muối, người Việt thường hay rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí, đón vận may. Không chỉ riêng ở nước ta mà nhiều nền văn hóa trên thế giới đều coi muối là điềm lành, để thoát khỏi những vận xui. Bạn có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi vận xui. Ngoài ra, bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng cách tắm nước muối. Đơn giản chỉ cần thêm 2 muỗng canh muối vào nước tắm ấm. Chưa biết rằng có hiệu nghiệm thật không nhưng ít nhất da rẻ của bạn sẽ sạch sẽ mà nhờ đó tinh thần sảng khoái hơn. 2. Tỏi. Để tránh bị lừa đảo hoặc dụ dỗ về phương diện tài chính, hãy mang theo một túi đỏ đựng các tép tỏi nhỏ. Tốt nhất là dùng phần tỏi nhỏ ở trong lõi tỏi dài, sẽ có tác dụng tiêu trừ năng lượng của sự dối trá. 3. Mang bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang may mắn cho bạn. Đó có thể là một chiếc dây chuyền, vòng đeo tay, bất ly thân của bạn. Một số những bảo bối phong thủy phổ biến nhất gồm chìa khóa, một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Cỏ ba lá, vì hiếm hoi giữa một rừng cỏ ba lá nên nếu như ai tìm được cho mình một cành cỏ 4 lá sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá trên cành được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. 4. Sử dụng đá phong thủy. Làm theo cách này bạn sẽ xua đuổi được mọi vận xui, rước mọi điều may đến với cả gia đình. 1. Những loại đá khác nhau gắn liền với một truyền thuyết khác nhau và mang lại những điều tuyệt vời cũng chẳng hề giống nhau. Bài trí đá phong thủy tại phòng làm việc, nhà ở hay luôn mang theo bên người đều giúp bạn chống đỡ lại các nguồn năng lượng xấu. Thạch anh phấn hồng sẽ gia tăng năng lượng tích cực để đẩy lùi tà khí. Đá xà cừ sẽ bảo vệ bạn khỏi những linh hồn bơ vơ, những người luôn cố gắng hút năng lượng và cảm xúc tích cực của bạn. Thạch anh tím lại bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm khi đi du lịch. Một số loại đá phong thủy khác cũng có những tác dụng xua đuổi tà khí, mang vận may như ruby, thạch anh, đá sapphire màu xanh, đá peridot xanh lục, đá thủy tinh núi lửa, đá trầm tích silic, đá mặt trăng, mã não đen, ngọc lục bảo. 5. Cành hoa đào. Cành đào có tác dụng trừ tai ách, vì thế nếu bị vận xui đeo bám có thể sử dụng trang sức khắc hình cành đào hoặc sử dụng một số vật phẩm có hình cành đào để phát huy tác dụng. Hồ lô cũng có tác dụng trừ tai giải ách, có thể làm sạch từ trường bất lợi xung quanh giúp chủ nhân tìm lại nguồn năng lượng tốt. Ngoài ra, hồ lô còn có tác dụng hút nạp khí độc của bệnh tật, bảo vệ phúc lộc và phú quý. 6. Dọn nhà. Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới và trao quyền cho bạn để thay đổi vận may của mình. Vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất của bạn để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Khi dọn nhà có thể bật chút nhạc và mở cửa sổ để nắng và gió ùa vào. Điều này sẽ khuyến khích năng lượng tích cực để chảy vào không gian sống mới của bạn.
7. Làm việc thiện. Một trong những cách tốt nhất để thay đổi vận may của mình là làm việc thiện. Khi bạn cho đi thì sẽ có một ngày bạn nhận lại. Đây là một cách để trả cho bất kỳ những điều xấu mà bạn đã làm trong kiếp này hoặc trước đó. Nâng cao nghiệp của bạn bằng cách làm từ thiện, giúp đỡ người già vô gia cư hoặc trẻ em mồ côi. Điều quan trọng là bạn làm những việc thiện với ước muốn chân thành mong giúp đỡ người khác từ tận trong tim. Nếu bạn chỉ thực hiện những việc tốt để mong may mắn trong cuộc sống của riêng mình thì cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì hết. Tham gia vào các hoạt động từ thiện cũng sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra mình được sinh ra lành lặn với những điều kiện hiện tại đã hơn rất nhiều so với bao mảnh đời bất hạnh quanh ta. Họ là những con người đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, những em bé sinh ra đã mồ côi cha mẹ, những người già neo đơn lúc tuổi xế chiều. Tắm tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc hay dùng 7 loại hoa nhiều màu, trừ màu trắng, ngâm nước tắm. Đặc biệt lưu ý sau khi tắm hãy gói chúng vứt ngay vì lúc này, chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Sao theo phong thủy là như vậy, nhưng những thông tin về cách hóa giải vận xui trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu mọi người lạc quan và dám đương đầu với thử thách trong cuộc sống, con người hoàn toàn có thể xoay chuyển tất cả.